Chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ làm cơm chiều cho mấy đứa nhỏ đó. Mình sẽ làm một món cơm rất là đơn giản, cơm chiên với mì gói nha cả nhà. Đó, thì nguyên liệu cho cơm chiên là mình đây mình có hai cái trứng, rồi mình có bắp hộp ha. Rồi đây có ba cây xúc xích mình cắt nhỏ. Rồi có một củ cà rốt nhỏ mình cũng cắt hột lựu xong luôn. Và ở đây mình có một tô cơm nguội nha cả nhà. Đó. Rồi ở đây mình có một củ hành tím nhỏ mình mới vừa cắt xong và một gói mì tôm. Đây. Bây giờ mình sẽ đi ngâm cái gói mì này cho nó mềm nha cả nhà. Rồi sau đó mình sẽ ra mình xào cơm. Đây là mì gói mình đã ngâm nước nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ vớt mì gói này lên. Mình không có để nó quá mềm xào cơm sẽ không ngon nha cả nhà. Nó còn hơi cứng cứng như vậy đó. Rồi giờ mình vớt ra. Bây giờ mình sẽ cho cái chảo dầu nóng nha. Sau đó mình sẽ cho hành tím vô. Sẽ xào hành tím cho nó thơm. Cơm rang này mấy nhỏ khoái lắm. Mấy nhỏ nhà mình đã rất thích cơm rang kiểu này. Một tô cơm nguội mình sẽ cho cơm vô. Mình sẽ xào cơm. Đánh cho nó tơi tơi ra cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho tiếp cà rốt, mình sẽ cho bắp, cả nhà mình mới cho hai cái trứng vô nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ trộn đều cho trứng với cơm nó hòa quyện cho cái hột cơm mình nó vàng. Này. Cho cơm mình nó vàng ngon. Đó, giờ bắt đầu cơm có màu vàng đẹp ha cả nhà ha. Rồi bây giờ sẽ cho mì gói vô nha cả nhà. Mì gói vô xào cái đó mình mới nêm gia vị luôn nè. Gia vị nêm cho cơm thì mình không có nêm gì nhiều. Này thì mình lấy cái gia vị của gói mì á cả nhà, mình đổ vô luôn nha. Đây, những cái trong gói mì nó có bao nhiêu là mình cho hết vô luôn đó. Giờ mình chỉ xào lên thôi. Cái gói mì này nó có mùi vị chua chua, cay cay. Nè, cho xúc xích vô luôn nha cả nhà. Mình có ba cây xúc xích cắt nhỏ hồi lúc nãy đó. Giờ trộn lên xào tiếp. Rồi, bây giờ mình cứ trộn lên thôi, mình cứ xào thôi. Mình không nêm gì nữa. Nhưng mà nếu ai muốn thích ăn cay thì có thể thêm miếng tiêu nữa nha cả nhà. Tiêu hoặc là ớt gì đó, nó thích ăn cay cay, mình cũng thích ăn cay cay chút xíu, nhiều khi mình bỏ ớt bột á cho nó cay cay một chút, nhưng mà chiều nay làm cái này cho mấy nhỏ cho nên thôi mình không có bỏ ớt, bỏ chút tiêu. Giờ mình sẽ gắt miếng tiêu nha cả nhà. Như vậy là cái món cơm chiên của mình xong nha cả nhà. Chưa đầy 5 phút nữa nhưng mà mình có một cái chảo cơm rất là ngon ha. Bây giờ mình sẽ trình bày ra chén để chuẩn bị mầm mầm thôi. Rồi xong rồi cả nhà ơi, đây mình mới vừa làm ra một chén ha. Cho vô cái chén xong rồi mình úp ngược trở lại vô cái dĩa. Đó, mình trang trí với một nhánh ngò ở trên ha. Nhánh ngò thơm ở trên, còn nóng bốc khói luôn nè cả nhà thấy không. Hột cơm tơi ha, tơi xốp vàng màu rất là đẹp luôn đó, mà có cà rốt rồi có thịt xúc xích rồi có bắp nữa đó. Đây cả nhà, à, cơm rất là ngon, đơn giản chỉ 5 phút thôi. Đây cả nhà ơi, đó mình xong rồi ha, rất là nhanh gọn lẹ luôn. Mình xin kết thúc clip ở đây luôn nha.
Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn cả nhà ở clip sau nha. Xin cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho mình. Bye bye, xin chào, bye bye.